Hôm nay là một ngày rất là xúc động với 1900. Hôm nay tròn một năm, đó chính là cái thời điểm mà mình bắt đầu mình làm chương trình Hiến Tóc Vì Cộng Đồng. Thì mình không biết nói gì cả, rất là cảm ơn toàn bộ những khách hàng cũng như đội ngũ 1900 để các bạn đã đồng hành cùng mình để lan tỏa chương trình này. Và hôm nay mình sẽ cho mọi người xem môi trường làm việc bên mình và cái quy trình làm việc. Hôm nay bên mình có những cái phần quà tặng cho những chị em hôm nay để đến salon để hiến tóc. Thì mọi người đi theo mình sẽ đưa mọi người xem toàn bộ những cái chương trình hôm nay của mình nhé. Hôm nay tất cả những bé đến hiến tóc sẽ được đều bốc quà, và cái phần quà bên mình đã để tặng ở bên này. Đây, đi vào đây đi, theo anh. Chị bốc quà chưa? Chị bốc rồi à? Đây, đi theo anh. Một cái thôi. Con được cái gì? Cặp lô uốn à? Rồi đây, lấy hai quà cho con rồi. Cặp lô uốn, em ơi, đưa quà cho chị. Đây. Đây, em. Đâu, tặng lô cuốn gì? Đâu Vương? Đưa con. Đây, cặp lô cuốn này. Rồi, hai con bốc quà đi. Rồi, một lô cuốn, một tinh dầu. Đây, con đủ xong không? Con uống đâu, con uống ở nhà có thôi. Rồi, không để sao. Để cho các chú. Đây, anh yêu. Con đây. Đây, tặng con lốt phân. Happy birthday 1900. Lời cuối cùng thì mình xin gửi lời cảm ơn tới toàn bộ khách hàng đã đồng hành ủng hộ 1900, đã làm chương trình này một thời gian qua. Thứ hai nữa là mình xin cảm ơn tới toàn bộ đội ngũ nhân viên của 1900, các bạn đã ngày đêm cùng đồng hành cùng mình làm chương trình này. Cảm ơn cộng đồng, cảm ơn tất cả mọi người.